Đây cả nhà ơi, giờ phút này cũng đã đến rồi. Cậu với là chị gái tôi là chuẩn bị đồ để đi Nam đây. Này xuống để tiễn chân ra. Chai nước để ở ngoài. Chai nước để ở ngoài cho cái yên nó sạch, cái dọc đường thì uống, đừng để vào ba lô. Không đâu cần chứ mà cất. Không có nước sạch tay nữa. Bỏ mấy cái bình giấy vào đây này, xong rồi để cho chị lấy cái bình xốp này. Thế nè, để chị lấy bình xốp này để mấy chai nước. Nước sạch cái đấy. Đây nước vào đây. Nhét đây nước mới. Hai tay vào. Bỏ được mà. Bỏ vào đây. Rồi ra là phải bỏ ra để lệ. Nói lắm. Nó đã đi bao nhiêu lần rồi. Nói lắm. Câu ông lúa và rằng là nói nhiều. Đây, tay cái ba lô này rồi. Khổ lắm nói mà. Qua hai ngày nữa cái chị bà ra ngoài đó xong rồi cái mới cầm tay mới có cần đâu có lo. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Mai có xài nước tẩy trang không? Thế là đưa thì mai xài đi. Để đưa cho tớ xài. Tẩy trang là kiểu mình bôi kem. Bôi kem xong rồi đi mình. Cho gì cái bông tẩy trang ấy. Đưa hết bông tẩy. Thế là rồi mình mới tẩy gì? Đây là tẩy sang. Tẩy như tẩy bỏ những cái phấn. Em thì lại không có hay dùng cái nói cái chứ này nhiều mắt. Sạch. Nó sạch mắt. Rồi. Rồi cái bông nó quét thế này gì để cho nó sạch. Không, cái này là đánh phấn. Đánh phấn xong rồi về mấy tẩy sàng này cho nó sạch. Đây này, đây này tay. Mua là cái nơi này tớ đi ngay từ khi Đà Nẵng cũng thế đây này. Sạch đây này, còn mua cái này này là có hơn 300 này. Là rất tay. Ta đi lúc mình có du thế này này. Tớ cũng mua cái nơi có hơn 300 mà để mà. 8 phần, gần 8 phần vẫn được. Đó. Câu cái nơi thì câu lại phải đeo. Không, nếu mà bà gửi đi cung là nó bắt gấp cả bà hai lên. Không, anh Hòa thế nào đi. Của ai có hành lý của ai thì người ta còn cái của người ta. Không, anh nhầm rồi. Chúng đằng người là bắt mang tất. Hôm nay là chỉ có buồn là mê là đi tiến chân các bạn này. Mê là buồn là cậu lại vào Nam đây. Đấy. Chị là rồi thì cháu rồi thì cậu nhà mình là đang chuẩn bị đồ đoàn để lên đường đây ông ba con chú ạ. Quay là 3824 gần 8 phần 3824 và 3721 đó thưa 3 phần thưa 3 phần sách ở tay nữa. Cái hôm ấy 50 đi ra mía tổng công đến thưa 8 cân. Ai bảo anh mười mấy ký? Gì? Mười mấy ký. Thưa 8 cân. Trời ơi, riêng cái vali của anh Khoa là mười mấy ký rồi. Thưa 8 cân. Tất cả là thưa 8 cân là vali. Ờ, cân là sao đó nó khoảng con áo nó khoảng 6 ký thôi. Mười mấy ký. Ôi. Nhiều. Còn chưa có đi máy bay nhiều thế là bây giờ các anh các chị đang bảo là phải đủ ký thì mới mang đi, không có rồi lại bắt bỏ lại. Thế nhưng mà không có thì nếu mà đồ mà hơi nặng thì ta ký gửi cũng được mà. Gì? Không. Đáng nghĩa là mới về mùa trước. Mùa trước với tình là này đang mới mùa đấy này. Đang mới tính là mùa là mình mùa luôn ký gửi. Đấy. Không, anh vừa mới đi Nam về đó. Cứ năng này rồi. Thì nó rẻ. Mùa cũng mới vé. Nó rẻ. Để con mà. À đi đây à? Anh nhớ anh đi vào ví ở vào về làm còn mua các thứ đấy nó thích hết. Mua trong ra đấy nó gửi một đắt hơn. Ông anh còn nhông bác em mình. Vườn tược rất là nhiều và cái cảnh đẹp quá. Đó, nà mít. Còn những cái cây cảnh cây gì đây mà to thế. Đẹp này.
Đây là có cây nhãn to, nhãn lồng to ơi là to. Đó, nhưng mà cũng không có mấy quả cả nhà. Đó. Không khí trong lành đẹp quá. Ôi lắm lắm lá đinh lăng quá. Nhanh vì lắm lá đinh lăng thế nhỉ. Chị Hải ơi, chị Hải. Nhà mình lắm lá đinh lăng nói gì người ta có mua cho không? Là lá đinh lăng nói ở dưới nói có bán được không? Thế à? À. À thế à? Ừ. À đây là cái cây gì đây nhỉ? Cây vú sữa à? Có quả chưa? À thế à? Có khi nó bóng đó thì nó cũng không có quả này nè. Ừ. Ôi trời ơi, cây cảnh mì ói đẹp quá, mát quá nhỉ. Liêm về à? Liêm về đã. Ừ, về nha. Đấy, bây giờ là đang chờ xe. Đang ngồi chờ ở đây. Nó gấp xe nó bứt. Lung tung nó. Chưa. Đang còn nói chứ, đang còn mưa đấy. Mưa đấy, ướt luốt luốt rồi, về nó thối bố hết. Muốn là người ta phải tỏ vào thùng xốp. Một thùng xốp cũng hàng ký gửi về. Nó thùng xốp trong mình biết chặt biết kín chặt rồi nên không. Nhất là anh Trang gì sâu riêng đấy cho vào thùng xốp xong gì ký gửi mang về. Tại mi cho đấy. Người ta bảo mà trùng trùng mà vào tư tầm mới làm ra đi xe mới ra vẫn tươi nguyệt. Ôi ba mươi đô nó bứt. Kia quay xe đi cậu, chẳng có lấy nó lấy quên kia gì thì chết. Thế nào cô gái vào trong ý hấp cố lên nha. Thế chưa giờ là chưa cho ăn ngành gì để mấy cái tính thực là chỉ thông được ba. À thế hai ngành gì à? Hấp cố lên cho nó có nghề nghiệp rồi nghe sao không khổ. Có mà đi công ty là khổ lắm. Công ty nhưng mình có băng cấp thì nó lại nên sướng hơn nghe chưa. Xe đến chưa cậu? Thế thuê thằng nào nhỉ? Hơn 10 giờ mày đi. Gần 11 giờ mày chạy ở bên tay. Không, cũng cứ đi sớm ra tí thì mình check in các thứ nó. Ờ, check in cho nó thong thả. Ở ngồi ngoài rồi đi lại ngoài chả ấy hơn nên nó không lo. Cứ ra đến được, ngoài là không lo rồi. Được 8 giờ 40 về ở nhà, 5 giờ tới nhà tới đi ra đến ngồi rồi. Ê cả đừng. Ừ. Ngà lưng xuống. Hơn tiếng nó ngồi đến nơi mà. Ngà lưng xuống những cái ghế đấy mà. Đức vẫn làm ở ngoài Hà Nội à? Vâng. Ừ. Thế thì đi lại cũng có nhỉ, xa nhỉ, đi nhỉ. Nhiều tuổi rồi sao? Thì đã đến đoán là gia mì cháu mì cậu đây rồi. Nước cái. À, nhớ vào bao nước này đây ngồi thôi này nhớ đi đấy. Nhớ kiểm tra giấy tờ gia mì cháu kiểm tra giấy tờ xem nào. Cậu đủ chưa? Tôi quên cái gì nữa không? Mối. Mang đi làm gì? Giờ bắt đầu lên đường đi thì mới hôm đầu thì lại nhớ lắm đây ông bà cô chú ạ. Vì chị em lâu ngày mới gặp nhau về đến nhà là cứ quấn quýt với nhau. Đi chơi rồi thì đi thăm ông bà cô chú ở cùng làng. Thôi kéo xe ba, kéo đô ra đi. Quên là không sang chào ông. Bà sang đây bảo bà sang đây. Không phải chào. Nhắn tin không phải đâu luôn. Gửi lời cô ba. Hôm nay là tôi.
Đó, cả nhà thì ra đây để tiễn Trần đây này. Cháu rồi thì ba rồi thì các anh. Thế là cả nhà tiễn Trần đi đây. Chúng em giờ đang làm này này. Này sẵn xương để làm này. Chị. Rồi giờ cho đô ra đi. Ông bà cứ giữ sức khỏe đi nha. Đang vào tay. Cháu thì vào. Vào được nữa thì trở về. Một người cháu Dũng là vào. Thì hay lắm đấy chị. Không cười lúc ra không được ba. Chị sơ để bao cười thế. Không đuối chứ nhỉ. Giết đâu nữa. Thôi cho đô lên đi. Lui vào đây quay đâu nhỉ ngoài nhỉ. Thôi bắt đầu chuyển đồ lên rồi. Nhà xe nó còn trơ. Bóp cái đấy tút xuống. Thì nào ăn đi để ngoài rồi mà hỏi. Mấy giờ rồi đi hơn với kém. Hơn 7 giờ tí thì đi. Chưa 7 giờ à? Hả? Chưa 7 giờ à? Chả biết 7 giờ 10 thì được rồi. Đây giờ phút này cũng đã đến rồi. Các cháu rồi chị rồi thì em sai đã đi rồi. Về một thời gian ngắn thế là tình cảm chị em cứ thắm thiết ra cả nhà cứ xuống để liên hoan ăn hết nhà này đến nhà kia. Hôm nay lên đường rồi ai cũng phải có một công việc riêng, một gia đình riêng. Thế thì cứ tạm biệt chia tay để mỗi người vào một công việc để chuẩn bị vào năm học mới là nhiều việc lắm mà không có đi lại mà cũng không có về được cả nhà. Đi ra cho nó biết sân bay cái. Thế là từ nay trở đi là tình cảm chị em anh em là lại xa nhau rồi cả nhà. Mặc dù chỉ có từ đây với miền Nam nhưng mà vì công việc, vì điều kiện hoàn cảnh nọ kia là cũng ít thời gian về nữa cho nên là hãng tạm xa nhau và tình cảm chúng ta gửi gắm đến nhau qua những cú điện thoại rồi thì liên lạc qua những cái tin nhắn thì nó cũng phần nào đỡ nhớ cả nhà. Ai cũng vậy. Có những người đi làm ăn xa thì mới biết là quê hương là nơi mà chúng ta lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm còn có bố mẹ ở đó. Lên đường rồi. Cậu rồi gì chị? Lên đường đi rồi. Đi nha ra ơi. Lên cố gắng nha, chúc đi lên đường mạnh khỏe bình an nha. Tết sang năm lại về nha. Vụ đi đi. Viết lên luôn đi kia. À viết để đi làm à? Đi đây. Đi nha. Tạm hưng các bạn. Nhìn cứ giống giống nhỉ. Chiều là về đến nhà. Nhàn chúc gia và cậu và cháu thường lộ bình an nha. Đấy, quê hương tôi đây. Nhà cao tầng mắc nhiều lắm. Giờ giàu lắm. Các cháu đi công ty rồi nó đi làm ăn là giàu lắm cả nhà. Đấy giờ đi về đi. Động viên ông ba tí không có mà cậu đi rồi thì nghe cũng cứ buồn buồn. Đi ở nhà. Vừa đi xong.